72 triệu đồng trên người trên năm là mức thu nhập bình quân mà Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu đạt được trong giai đoạn 2021-2025. Thực hiện mục tiêu này, các địa phương của tỉnh đang chủ động nhiều giải pháp để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Phóng sự được thực hiện tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Nương quế của gia đình chị Đặng Thị Xuân ở thôn Nậm Ca 2, xã Nậm Lúc có 6.000 cây. Một nửa trong số đó đã 6 năm tuổi, bắt đầu cho tỉa cành lá. Nguồn thu chưa lớn, song chị Xuân hoàn toàn yên tâm với quyết định chuyển đổi từ trồng sắn trước kia sang trồng cây quế. Người kinh họ trồng rất là nhiều quế, xong họ thu hoạch được rất nhiều tiền, xong bây giờ bắt đầu ở bên này lại học cách sang bắt đầu trồng. Bản thân gia đình em thì em cũng bắt đầu học tập trồng được 6-7 năm nay, thì bây giờ quế vẫn còn bé nhưng lá thì vẫn thu hoạch được rồi. Mình mà chịu khó trồng được thì chắc chắn có ra nhiều tiền, có thể mình muốn xây dựng những cái gì thì mình có thể bán cây quế để xây dựng ạ. Nằm lúc hiện có 2.238 hectare quế, là một trong những địa phương có diện tích quế lớn nhất huyện Bắc Hà. Trong khi chờ quế đến tuổi thu hoạch, nhiều hộ ở đây đã chủ động phát triển các loại cây trồng vật nuôi ngắn ngày để có thu nhập, đảm bảo cuộc sống và có điều kiện đầu tư chăm sóc rừng quế. Bây giờ chưa được thu hoạch thì mình ví dụ chăn nuôi, thả cá để phục vụ cho gia đình. Còn ngoài ra thì nuôi gà với là nuôi lợn. Lũ một vụ thì được 30 bao, hai vụ được 60 bao thì thoải mái trong gia đình, cả nội cho cả lợn gà gà thì vẫn cả gia đình vẫn đủ. Hiện tại thu nhập bình quân đầu người của xã Nậm Lúc đạt khoảng 38 triệu đồng. Bên cạnh hướng phát triển kinh tế chủ lực đã xác định là trồng cây quế và chăn nuôi đại gia súc, địa phương này đang rà soát lại các lợi thế, tiềm năng, tiếp tục nâng mức thu nhập cho người dân trên địa bàn lên 56 triệu đồng vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ xã sẽ hoàn thành các mục tiêu về đích nông thôn mới, và trong đó thì tiêu chí thu nhập của người dân là một trong những tiêu chí quan trọng và cơ bản. Khi lòng hồ thủy điện dâng lên thì cũng Đảng bộ xã cũng đề xuất với các cơ quan ban ngành của tỉnh và thẩm định định hướng cho nhân dân về phát triển thủy sản lâu dài và mang hiệu quả kinh tế về cá lồng cho địa phương. Bên cạnh những nỗ lực của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc, xã Nậm Lúc đang rất cần sự quan tâm của huyện và của tỉnh cho việc đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối về quốc lộ 279 và tỉnh lộ 153, tạo thuận lợi cho nhân dân các xã trong khu vực giao thương hàng hóa, nâng cao thu nhập.